truyền thống, biểu diễn trong các nghi lễ quan trọng của cộng đồng người Jrai. Quý vị đang được xem phần trình diễn Cồng chiêng, biểu diễn trong nghi lễ bỏ mã. Lễ bỏ mã là một trong những nghi lễ lớn nhất, có nghĩa quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Jrai nói riêng hay các dân tộc người Tây Nguyên nói chung. Sau lễ bỏ mã, mối quan hệ giữa người sống và người chết cũng đoạn tuyệt. Người sống sẽ được tự do sống cuộc đời của mình, người chết sẽ đi tái sinh một cuộc đời khác. Lễ bỏ mã là nơi thể hiện đầy đủ các giá trị đời sống cho các đoàn du khách gần xa.
Thank you.